Tuyệt Thu Đoàn, trích từ bút Khoảng Trời Kỷ Niệm. Trên chiếc thang máy cuốn, chiều cuối tuần dạo phố từ tầng cao tôi đi xuống đất trên chiếc thang máy cuốn, lưng chừng, ngắm nhìn dòng người phía dưới xa lạ. Và tự hỏi trong hàng vạn con người ấy làm sao biết đâu là duyên phận, yêu thương để người có thể gặp người giữa chốn đời nhanh như giấc mộng này. Tôi đứng đợi hình dung và trong ký ức vụt qua những gương mặt xa gần, đậm nhạt với những sắc màu khác biệt để từng ngày, từng tháng năm rõ dần bức tranh tạo hóa trao tặng riêng cho đời tôi. Bức tranh ấy có lẽ cho đến phút cuối cùng tôi vẫn không bao giờ nhìn thấy bằng mắt trần vẻ hoàn thiện của nó. Nhưng ngay hôm nay khi đứng đây tôi bỗng dưng nhận ra có những điều, có gương mặt dạng hình đã khắc ghi trong tâm tư mình và sẽ là mãi mãi. Cũng có đôi khi, đột nhiên tôi thấy tâm hồn mình bước vào một nơi chứa đầy ánh sáng huyền hoặc, thấm đầm khi ký ức đang xôn xao ùa về, để lòng tôi chạm vào cảm xúc không thể gọi tên cho chính xác nhưng rất sâu lắng. Như buổi chiều nay tôi thấy tôi đang nhớ về kỷ niệm muôn màu đã có. Nhớ những người đã từng đến cùng tôi trong cuộc đời này, đã kịp đến, đang còn ở lại và có người cũng đã ra đi. Gọi tên kỷ niệm bằng miền trời riêng dự, nơi bóng chiều buông đăm đắm ánh mắt ai, nơi in dấu nhớ vương trên màu là biết, nơi những nắng mưa thăm thẳm chỗ mong chờ, tình dấu trong mùa qua bao nhiêu mưa nắng, ngày dấu nhớ thương trong từng bước vơi đầy. Người tiếc gì không một chiều nào mưa vội, được đổ hiên xưa thành dòng đời của trời. Thank you.
Thank you.